chào độc giả báo chúng ta. Tôi là Phương Anh, là đương kim hậu của công ty Cinex FPT. Hiện tại thì cuộc thi đã trôi qua được 2 ngày rồi, nhưng mà trong tôi vẫn còn đang vẹn nguyên cảm xúc khi mà được là người may mắn nhất đăng quang ngôi vị Hoa hậu Cinex FPT. Ngày hôm qua là ngày đầu tiên tôi đi làm và đến công ty, mọi người đều ra để chúc mừng. Và tôi cũng với ekip của mình đã đi tất cả các phòng ban để cảm ơn các anh chị đã ủng hộ và động viên cho tôi trong cuộc thi vừa rồi. Đặc biệt là phần thi ảnh, mọi người đã like và chia sẻ rất là nhiều, cho nên tôi muốn là có một chút phần quà tặng và để tận nơi để cảm ơn các anh chị. Ngoài ra thì tôi cũng có thêm rất là nhiều mối quan hệ mới khi rất là nhiều người add Facebook và follow tôi, trước đây chưa từng có. Trong cái phần thi vừa rồi thì tất cả năm thí sinh và tôi là 6 đều là đại diện cho những phòng ban là những bông hoa đẹp nhất, đều có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, cho nên theo tôi đánh giá thì mọi người đều rất là xinh đẹp và thể hiện hết cái tài năng của mình. Tôi cũng thực sự rất là ấn tượng. Người đăng quang ngôi vị hoa hậu cần phải là một người tự tin, thông minh, năng nổ trong hoạt động ngoại khóa, và quan trọng nhất là hoa hậu là phải đẹp ạ. Nên em nghĩ là em là một người trẻ, em rất là nhiệt tình trong các cái hoạt động ngoại khóa và các hoạt động tổng hội. Em rất là thích tham gia các hoạt động thiện nguyện, nên em nghĩ là em hội tụ đủ mọi các yếu tố đấy ạ. Em thấy mình sẽ phải cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, tích cực tham gia vào các hoạt động tổng hội, các hoạt động thiện nguyện của FTG nói riêng cũng như các hoạt động chung của tập đoàn FPT để đưa cái hình ảnh đẹp của Cinex FPT đến với mọi người và cả các khách hàng đại lý, để mọi người thấy rằng công ty Cinex FPT không chỉ là một công ty bán máy tính khô cứng mà còn là một tập thể đoàn kết, vui vẻ và có tấm lòng nhân ái.